Mấy khi crush tặng quà. Tặng xa cô này, bất ngờ quá, chẳng mấy khi crush tặng quà. Ôi chà, đôi giày này đẹp ghê. Ủa, gì vậy? Hóa ra là mua cho mình thi chạy sao? Đúng rồi, cố lên xa cô ơi, vui cổ vũ xa cô này. Anh Tây có vẻ hồn nhiên quá mức, hồn nhiên như cô tiên luôn. Chẳng hiểu hai cái ông này làm cái gì đây không biết. Cuối cùng thì Sako đã quyết tâm xỏ giày cho nàng tiên cá vui. Hình như chật quá thì phải. Ui giời ơi.